Gần đây, đúng vào dịp toàn quân tổ chức lễ tuyên thệ của chiến sĩ mới, năm 2024, trên mạng xã hội lại rộ lên các đợt phao tin, phát sóng tuyên truyền thông tin sai trái về đời sống quân nhân và môi trường văn hóa quân sự nhằm kích động dân chúng, gây hoang mang, lo lắng cho người dân, nhất là các bậc cha mẹ, người thân và các gia đình có con em đang tại ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiêu điểm của sự tuyên truyền chống phá là xuyên tạc đời sống văn hóa quân sự của các tân binh, đặc biệt là so sánh khập khiễng về thời gian tại ngũ, chế độ, quy định, trình độ học vấn, phẩm chất và năng lực, điều kiện sinh sống của các đối tượng tân binh thủ đô với các đối tượng tân binh khác trên mọi vùng miền của đất nước. Qua đó, tung ra luận điệu rất phi lý, thanh niên nhập ngũ là một sự lãng phí sức người, sức của cần phải chấm dứt. Đây là thủ đoạn mị dân, tẩy chay công tác quân sự, quốc phòng, đối lập nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với nhiệm vụ xây dựng đất nước, từ đó, tuyệt đối hóa vai trò của sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, coi nhẹ công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội. Với luận điểm này, kẻ xấu đang chơi trò tung hứng nhằm dương đông kích tây cốt để bài xích, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ tân binh giữa khu vực thủ đô Hà Nội với tân binh của một số địa phương khác trên địa bàn cả nước. Từ đó, xuyên tạc cuộc sống trong quân ngũ, sự cống hiến và hưởng thụ của các quân nhân. Chiều sâu của sự chống phá này là làm sao nhãng, lơ là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của người dân, cố tình bôi đen hình ảnh, phẩm chất, nhân cách bộ đội Cụ Hồ, làm phai mờ bản chất, truyền thống tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, tách quân đội khỏi nhân dân, gây mất thiện cảm của người dân đối với quân đội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập, rèn luyện và cản trở phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, và hướng tới chào mừng 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đây là chiêu trò mới của thủ đoạn cũ nhằm thực hiện hóa âm mưu đen tối mà các thế lực thù địch nuôi dưỡng bấy lâu, là kích hoạt các hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực hiện phi chính trị hóa, dân sự hóa, quân đội, phá hoại mối quan hệ quân với dân. Nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước không lạ gì những chiêu trò tung tin chống phá nêu trên. Thực tế chỉ ra rằng, chưa bao giờ đời sống của quân nhân lại được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm chăm lo tốt như ngày nay. Hãy đến thăm các doanh trại quân đội để tận mắt chứng kiến nơi ăn, trốn ở, thao trường, giảng đường huấn luyện, học tập của tân binh nói riêng, của quân nhân nói chung, để thấy môi trường văn hóa quân sự ngày nay tốt như nào. Đây là sự thật, nó đang hiện hữu, không thể che giấu. Chính nó là minh chứng bác bỏ mọi thông tin sai trái, bịa đặt về đời sống sinh hoạt của tân binh. Người dân Việt Nam luôn tin yêu, đã và đang làm hết sức mình để xây dựng và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng toàn quân xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.